Còn
lại là con cái để có trong mang trong mình cái và trên quần đảo Cát Bà thì có hơn 139 hang động, và những hang động đó được ghi dấu tích của những người Việt cổ trên hang động đó, và cái di tích đó bày tỏ rất quan trọng và hiện nay thì được sự quan tâm của đúng rồi. Ở đây thì có một cái hoạt động leo núi, người ta còn có tên là kịch trầm huyết giác ạ, bởi vì khi do tác động ngoại cảnh hay con người khi chặt đi ấy thì cái nhựa nó tiết ra nó hóa gỗ, người ta gọi là trầm huyết giác ạ. Thì đây là những loài trong cây thực vật đặc hữu của quần đảo Cát Bà, đặc biệt là 1061 loài cây cho làm thuốc. Thì đây là, và đặc biệt loài vọc đấy, nó sẽ khi sinh sản xong đấy, khi coi sinh sản ở trong hang ấy thì nó sẽ rút những ngọn lá này đấy, nó ăn. Mà người ta theo dõi được trên quần đảo Cát Bà thì có hơn 138 loài thức ăn trên con vọc Cát Bà, và đặc biệt khác hẳn với con vọc các nơi khác ấy, thì vọc Cát Bà này nó có thể là uống một chút nước mặn và chúng nó ăn thể một số loài giáp xác trên các cái hệ sinh thái biển. Và vọc Cát Bà khác hẳn với các loài vọc khác thì chúng là có cái chóp lông màu trắng trên quần đảo Cát Bà. 78 đến 80 cá thể trong diện tích, và từ tập liên nó hay bởi vì tại sao ạ, con vọc này nó ăn một số loài lá cây độc, nhiều nước nhăn, và chính vì nhiều nước nhăn đó thì nó đào thải một số cái cellulo độc tố ra ngoài cơ thể. Và con người chúng ta nhầm tưởng là ăn con vọc thì có nghĩa chúng ta sẽ trường sinh và chữa sinh lời bệnh, do vậy là chúng ta cây số vuông gồm 2 đảo và 10 xã và 2 thị trấn trên quần đảo Cát Bà. Số lượng dân của 2 đảo là tầm khoảng 4 vạn người.
làm gì cứ làm cái trái qua cái trái đi mình thích đẹp rồi lại á đều say lắm nằm ở đây rồi Thank you.